Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại cà phê Bình Thế Nguyên. Chỉ một ít phút nữa thôi thì cái trận chung kết Lân Sư Rồng tranh cúp Bình Thế Nguyên lần thứ 3 sẽ diễn ra tại đây. Hiện tại thì sắp đến giờ diễn ra hội thi thì tôi sẽ đi review một vòng xung quanh cà phê Bình Thế Nguyên để các bạn thấy nhá. Các bạn có thấy là khu vực sân khấu chúng ta sẽ diễn ra hội thi tại đây. Mình sẽ đi review một vòng xung quanh cà phê Bình Thế Nguyên để các bạn thấy nhé. Toàn bộ cái khung cảnh của cà phê Bình Thế Nguyên mình sẽ review một vòng trước khi buổi thi diễn ra. Sau phần biểu diễn của đội Đắc Dục thì sau phần biểu diễn của Đắc Dục thì đội Ngô Anh Đường chúng ta hãy chuẩn bị. Và sau Ngô Anh Đường là đội FC Thung Tư chuẩn bị. Sau FC Thung Tư là Trúc Anh Đường. Và ba đội này chúng ta sẽ có một vé vào chung kết, cho nên đề nghị ba đội chúng ta chuẩn bị. Hiện tại các bạn đã thấy khán giả đến rất đông rồi. Anh tôi thút Lân Sư Rồng chúc các bạn thi đấu thành công nhá. Chúc thi đấu thành công nhá. Thành công à. Chúc thi đấu thành công nhá. Chúc thi đấu thành công nha. Anh Lân Sư Rồng Zootopi chúc các bạn thi đấu thành công nha. Tập kết các đội lân, các cầu thủ đang chuẩn bị mỏng ơi. Review cho các bạn đây là cái
cờ lưu niệm và các cái giải đấu của Lân Sư Rồng tranh cúp Bình Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2018. Đây là cơ cấu giải thưởng. Ban tổ chức đang làm việc với MC cực kỳ sexy và đẹp luôn. MC của cũng là bà chủ mình cà phê Bình Tây Nguyên. Chào Lily nhá. Lân Sư Rồng Rua Tubi xin chào Lily. Chào các bạn, các bạn đã đội nào nhỉ? Dạ, đang chụp bạn. À, đang chụp hả? Ok, chúc các bạn thi đấu bắt tay với lại MC Lily tí. Dạ, xin mời các bé nhỏ chúng ta hãy tránh xa phía sân khấu để cho các đội lân chuẩn bị cho phần thi của mình ạ. Xin mời các con Lê ơi, công bố số điện thoại cho khán giả mình chọn nhân giải mà đồng hành nhất luôn. Nói đến Lân thì chắc không những các bạn trẻ và rất nhiều khán giả thì đưa con em đi. Thì một trong những môn thể thao Lân truyền thống rất được mọi người quan tâm chú ý. Mình sẽ review cái cơ cấu giải thưởng của cúp Lân Sư Rồng tranh cúp Bình Tây Nguyên lần thứ 3. Vừa kính thưa quý vị thưa quý, để đảm bảo an toàn cho các con cũng như quý vị thưa quý có được những không gian thoáng đãng nhất để chúng ta theo dõi các trận đấu, thì xin mời quý vị thưa quý chúng ta có các đấu nhỏ, xin mời phụ huynh chúng ta hãy cho con em mình trở về vị trí số 1 ổn định để chúng ta theo dõi các đội múa được đẹp nhất, không gian thoáng đãng nhất và đặc biệt là an toàn cho các con. Để cũng như là đảm bảo an toàn cho các đội trong ra hôm nay tham gia thi đấu. Một lần nữa các đội nhỏ chú ý này, cái khu vực này, khu vực khán đài là dành cho các đội lân thể hiện các màn trình diễn hay nhất, tuyệt vời nhất và đảm bảo an toàn cho đội đơn cũng như các con các cháu nhỏ. Tất cả các cháu nhỏ chúng ta không tiến về bạn về các này, đúng không? Tất cả các cháu nhỏ chúng ta không được tiến về khán đài để tạo chỗ cho các lân như này, cũng như trong quá trình tham gia thi đấu được an toàn và thể hiện hết mình. Các cháu nhỏ một lần nữa thay mặt ban tổ chức, xin mời các bậc phụ huynh chúng ta hãy dành cho con em mình và đặc biệt các cháu nhỏ chúng ta hãy đi xa khu vực sân khấu để đảm bảo an toàn cho các đội lân khi tham gia thi đấu cũng như bảo đảm an toàn cho các con.